Thưa quý vị, dạng sáng nay trên trang Facebook cá nhân, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ link video buổi giảng bài ở một trường học ở Pháp. Bài đăng đã đánh dấu sự trở lại trên mạng xã hội của vị giáo sư này sau gần một năm ông nói lời tạm biệt. Không giống như khi nói lời tạm biệt vào gần một năm trước, lần này trở lại, giáo sư Ngô Bảo Châu không có lời thưa với cộng đồng mạng, mà chỉ có một bài đăng vào dạng sáng ngày 22 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Trong bài đăng ngắn, ông giới thiệu bài giảng đầu tiên ở College de France, năm nay có nội dung hơi giống với seminar ở Viện Toán học ở Việt Nam vào đầu tháng 4 vừa rồi. Đồng thời chia sẻ tình cảm thích thú của ông khi mấy năm mới có dịp gặp lại thầy cũ và bạn bè. Đây cũng là nơi mà hai năm trước ông đã có bài giảng đầu tiên với tư cách là giáo sư của ngôi trường, được đánh giá là trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất của Pháp. Trước khi sang Pháp giảng dạy, giáo sư Ngô Bảo Châu đã có chuyến trở về Việt Nam với những bài giảng toán học và trò chuyện với sinh viên sau quãng thời gian chia cắt khá lâu vì dịch Covid-19.